chim. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và ngày đêm phụng sự người trong đền Thánh Chúa. Đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát. Mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ. Vì con chim đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước mang sự sống. Và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa. Mời quý ông và mời các con giơ tay phải ra cùng với cha để chúc lành cho những người mẹ thân thương này và mọi người chúng ta. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân của Chúa xuống trên những người mẹ thân thương và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang cũng như các nữ thánh bổn mạng của những người mẹ thân thương này, xin luôn giúp những người mẹ của chúng con luôn có một sức khỏe và một nghị lực can trường để tiếp tục là những chủ tranh cho cùng với những phu quân để gánh vác ngôi nhà nhỏ bé và gia đình thân thương của quý bà. Và chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một lần nữa mừng ngày Hiền Mẫu những người mẹ thân thương. Xin những người mẹ tiếp tục đứng, bởi vì các em thiếu nhi sẽ gửi đến những người mẹ một món quà rất đặc biệt. Các cháu thiếu nhi tự nhiên đến nhanh và gửi những món quà này đến cho. Trong đó cộng đoàn chúng ta có thể hát một điệp khúc là Xin Chúa chung lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡn nuôi con bao ngày không tròn, con xin đến trong đời an bình nhà có ơn trời.
chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giáo phận chúng con, Đức Cha Calvin Van, hai Đức Giám mục phụ tá, Đức Cha Thành và Đức Cha Timothy, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Tất cả các linh hồn mà chúng con dâng trong thánh lễ chiều tối hôm nay và suốt tuần này, đặc biệt là cho những người mẹ thân thương đã ra đi trước chúng con, và hai linh hồn Phêrô Vũ Nghĩa và Maria Hoàng Thị Loan. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, Thánh Cecilia, toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người hiệp với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn Chúa Kitô gìn giữ chúng con sự sống.
Các em vừa vàng và vừa xanh, các em trẻ liên quan đến nghệ sĩ có